Nga thay tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương Đô đốc Sergei Avakayan đã rời chức vụ tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương một tuần sau khi hạm đội này tiến hành kiểm tra báo động chiến đấu toàn lực lượng. Trong một phát biểu được đưa ra hôm 20 tháng 5, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại khu vực Viễn Đông Yuri Chuznev cho biết Đô đốc Sergei Akivian đã rời khỏi vị trí tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương. Theo ông Chuznev, Akavian đã được điều động sang làm người đứng đầu của tổ chức phụ trách huấn luyện quân sự và tinh thần yêu nước, một đơn vị mới được thành lập. Hiện thông tin về người thay thế đô đốc Avakian giữ chức vụ tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương chưa được công bố. Việc thay thế ông Avakian diễn ra chỉ sau một tuần sau khi hạm đội Thái Bình Dương nhận lệnh kiểm tra báo động chiến đấu toàn lực lượng. Toàn bộ hạm đội Thái Bình Dương đã được báo động và đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu xác nhận với hãng thông tấn RIA Novosti hôm 14 tháng 4. Theo ông Shoigu, đây là động thái nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng tác chiến của các lực lượng thuộc hạm đội Thái Bình Dương. Trong cuộc kiểm tra vừa qua, hạm đội Thái Bình Dương đã tiến hành các bài tập giả định nhằm chống lại các đòn tập kích tên lửa và đường không của đối phương tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm, phóng ngư lôi, bắn pháo và phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu mặt nước và trên bộ. Hạm đội Thái Bình Dương là một trong bốn hạm đội chủ lực của Hải quân Nga, được thành lập từ những năm 1731 dưới thời đế quốc Nga. Hạm đội này có trụ sở đóng tại quân cảng Vladivostok ở vùng Viễn Đông. Với trang bị khoảng 46 tàu chiến mặt nước và 24 đến 26 tàu ngầm, hạm đội Thái Bình Dương chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo hoạt động của Hải quân Nga tại khu vực biển Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, hạm đội này cũng được trang bị một đội máy bay chiến đấu đông đảo, bao gồm máy bay ném bom chiến lược Tu-22M, tiêm kích MiG-31, Su-35 cùng nhiều máy bay vận tải, máy bay chống ngầm và trực thăng khác nhau. Các máy bay chiến đấu này được xem là cánh tay nối dài, hỗ trợ năng lực tác chiến của hạm đội Thái Bình Dương. Đô đốc Sergei Avakian, 66 tuổi, là một sĩ quan hải quân, dày dặn kinh nghiệm của Nga, Ông tốt nghiệp trường Hải quân Nakimov vào năm 1980 và trải qua nhiều chức vụ quan trọng tại hạm đội phương Bắc, hạm đội Biển Đen trước khi bổ nhiệm là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương thông qua một sắc lệnh của Tổng thống Putin vào tháng 5 năm 2012. Tổng thư ký NATO đến Kiev cam kết hỗ trợ Ukraine gia nhập Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm không báo trước tới Kiev, bày tỏ sự ủng hộ Ukraine gia nhập khối và cam kết sát cánh với nước này. Tổng thư ký NATO đang ở Ukraine, một quan chức NATO hôm nay cho biết, đây là chuyến thăm đầu tiên tới Ukraine của ông Stoltenberg từ khi chiến sự bùng phát. Truyền thông đăng tải những hình ảnh cho thấy, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cúi đầu trước đài tưởng niệm binh sĩ đã tử trận ở trung tâm thủ đô Kiev. Ông cũng xem xét những thiết bị quân sự bị hư hại của Nga được trưng bày tại một quảng trường của thủ đô Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đã đến lúc NATO đưa ra quyết định chính trị để mời Ukraine gia nhập liên minh và muốn biết thời điểm được kết nạp. Tôi rất biết ơn vì lời mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, nhưng điều quan trọng đối với Ukraine là nhận được lời mời tương ứng. Tổng thống Ukraine nói, không có rào cản khách quan nào đối với quyết định chính trị mời ukraine gia nhập liên minh và bây giờ khi hầu hết người dân ở các nước nato và phần lớn người ukraine ủng hộ việc gia nhập nato đã đến lúc đưa ra quyết định đáp lại ông stoltenberg tuyên bố tương lai của ukraine là trở thành thành viên nato hãy để tôi nói rõ vị trí xứng đáng của ukraine là trong đại gia đình hội đồng châu âu đại tây dương và trong nato và theo thời gian sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp các bạn biến điều này thành có thể Ông Stoltenberg nói, người đứng đầu NATO đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, nói rằng cho đến nay các đồng minh NATO đã huấn luyện hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine và cung cấp 65 tỷ euro viện trợ quân sự. NATO sát cánh cùng các bạn hôm nay, ngày mai và cho đến chừng nào còn có thể, ông Stoltenberg tuyên bố trước khi nhắc lại lời mời ông Zelensky tới dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius. Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những lý do dẫn đến cuộc xung đột với nước láng giềng Nga hiện nay. Nga coi NATO là liên minh quân sự thù địch, gây ra mối đe dọa an ninh. Chuyến thăm của ông Stoltenberg không được thông báo trước vì lý do an ninh. Trước đó, nhiều lãnh đạo phương Tây, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đến thăm Kiev và gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để bày tỏ ủng hộ quốc gia này. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine sắp mở cuộc phản công, song chưa công bố thời gian. Tài liệu tình báo bị do dịch của Mỹ cũng cho thấy Ukraine có thể mở cuộc phản công vào ngày 30 tháng 4, song Kiev không xác nhận thông tin này. Trong khi đó, giao tranh dữ dội tiếp tục tại Bakhmut thuộc chiến tuyến Donbass khi quân đội Nga tìm cách kiểm soát thành phố ở tỉnh Donetsk để mở đường tiến xa hơn về phía Tây. Lực lượng Ukraine cố thủ tại Bakhmut và coi thành phố là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga trong khu vực. Tình báo Ukraine, Nga đang chuyển sang thế trận phòng ngự chiến thuật Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết quân đội Nga đang chuyển dần sang thế trận phòng ngự trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm 20 tháng 4, ông Andriy Yushup, đại diện của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine khẳng định, quân đội Nga đã chuyển sang thế trận phòng ngự chiến thuật nhằm giữ vững những vùng lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát tại Ukraine. Đối phương có thể bắt đầu các hoạt động tác chiến trong thời gian tới, tuy nhiên nhìn tổng thể, người Nga đang phải chuyển sang thế trận phòng ngự chiến thuật. Điều này là minh chứng cho việc họ đã không đạt được thành công trong chiến dịch tổng tấn công vào mùa đông năm ngoái. Ông Yushup nói: Tuy nhiên, đại diện của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine thừa nhận, nguy cơ về các cuộc tấn công, đặc biệt là tập kích đường không của Nga trong thời gian tới, là đang hiện hữu. Điều này không đồng nghĩa với việc đối phương đã bị đánh bại hoặc sẽ không gây ra bất cứ mối nguy hại nào cho Ukraine. Họ vẫn còn rất đông quân số và trang thiết bị quân sự, chưa kể một lực lượng dự bị hùng hậu có thể được động viên, ông Zusov nói thêm. Theo ông Zusov, quân đội Nga có thể vẫn sẽ tiến hành một số chiến dịch quy mô nhỏ nhằm giành thêm lãnh thổ, khu vực miền nam Ukraine có thể sẽ là nơi Moscow muốn nhắm đến trong thời gian tới. Vào cuối năm 2022, các chuyên gia quân sự nhận định Nga dường như kỳ vọng thời tiết lạnh giá sẽ là điều kiện giúp Moscow có thể tạo ra bước ngoặt tại chiến trường Ukraine. Các chỉ huy quân sự Nga được cho tin rằng băng tuyết sẽ làm đông cứng những con đường bùn đất lầy lội không phù hợp cho khí tải hạng nặng ở Ukraine để họ dễ dàng triển khai vũ khí trong khi chiến thuật mưa hỏa lực nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối thủ có thể làm phía Kiev lung lay ý chí. Thêm vào đó, mùa đông lạnh giá có thể khiến cho châu Âu, một trong những bên viện trợ chính cho Ukraine, đối mặt với khủng hoảng năng lượng sau khi giảm mua khí đốt Nga, kịch bản có thể ảnh hưởng tới nỗ lực hỗ trợ của phương Tây cho Kiev. Tuy nhiên, những gì diễn ra đã không được như kỳ vọng của Moscow khi Ukraine vẫn đứng vững sau mùa đông lạnh giá. Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine đang khẩn trương chuẩn bị cho chiến dịch phản công lớn nhằm giành lại các khu vực ly khai do Nga kiểm soát. Hôm 20 tháng 5, tàu thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bất ngờ tới thăm thủ đô Kiev của Ukraine. Theo cơ điền, mục đích của chuyến đi này của ông Jens Stoltenberg là nhằm khích lệ quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công sắp tới. Phản ứng trước chuyến đi của ông Stoltenberg, Điện Kremlin tái khẳng định mục tiêu chiến lược của Nga sẽ là ngăn cản không cho Ukraine gia nhập NATO. Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ mang đến những mối đe dọa to lớn và nghiêm trọng cho đất nước của chúng ta, an ninh của Nga sẽ bị trừng phạt, người phát ngôn điện Kremlin tuyên bố hôm 20 tháng 4. Trước đó, Nga đã cảnh báo sẽ tăng cường hiện diện quân sự sát biên giới NATO sau khi liên minh quân sự này kết nạp Phần Lan